Trong chặng đường phía trước với nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức đan xen, với nhiều yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu mới, đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý của ngành sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, không ngừng trao đổi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm, tận lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các chặng đường tiếp theo. Trên hành trình dạy chữ, dạy người, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước hôm nay và mai sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Anna trên sóng phát thanh FM tần số 99.1 MHz. Chương trình được đăng tải tại website kart.org.vn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một thông báo, quảng cáo và nhắn tin. Bụng đói đói rồi, ăn gì ta? Koreno cha chang, Koreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Koreno cha chang, Koreno cha chang, Koreno cha chang, có thêm hương vị mới. Koreno cha chang, Koreno cha chang, Koreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Koreno cha chang, Koreno cha 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 cha. Chè mì dai ngon, nguyện cùng sốt tương đen đậm đà. Koreno cha chang, mì trộn tương đen, thử ngay thôi. Bụng đói đói rồi, ăn gì ta? Koreno cha chang, Koreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Koreno cha chang, Koreno cha chang, Koreno cha chang, có thêm hương vị mới. Koreno cha chang, Koreno cha chang, Koreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Koreno cha chang, Koreno cha 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 cha. Chè mì dai ngon, nguyện cùng sốt tương đen đậm đà. Koreno cha chang, mì trộn tương đen, thử ngay thôi. Mùa khô đến rồi, bắt năm mua phân về bón cho cà phê chưa? Tao định năm nay không có bón đây. Ủa, bắt định cho cây chết hả? Biết vậy, nhưng mà nhìn giá bao phân tao muốn chóng mặt luôn, nên định nghỉ bón một năm mày ơi. Sao được bác, năm nay năng suất vườn bác quá cao, cây suy kiệt rồi, nên cần bón để cây phục hồi. Bác ngừng một năm chẳng những ảnh hưởng năm nay mà còn nhiều năm đó bác. Nói chơi với mày chứ mua rồi kìa. Vậy mà cháu cứ tưởng. À, bác mua loại gì vậy? Thì đầu trâu mùa khô chứ loại gì. Mấy mùa rồi nhờ nó đó mày. Đầu trâu mùa khô niên vụ 2022-2023 được cân đối đạm, lân, kali và được bổ sung đầy đủ trung vi lượng cần thiết, đặc biệt là vi lượng thông minh Smart Kẽm, giúp cây phục hồi nhanh, hoa nở đều, tăng khả năng đậu quả, hạn chế rụng trái non, tăng sức chống chịu với khô hạn và thời tiết bất lợi. Ông bà ta nói đầu xuôi thì đuôi lọt, nên khởi đầu tốt là cả năm đều tốt. Bắt năm hay tiền đó, cháu cũng phải đi mua ngay mới được. Đầu trâu mùa khô niên vụ 2022-2023 khởi đầu tốt đẹp cho niên vụ mới. Sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Thôi chết rồi. Giờ sao đây? Hết trơn rồi. Chàng của anh Tư ơi, không biết thế nào mà vườn nhà tôi từ từ chết hết. Tôi cũng phun nhiều loại thuốc rồi mà. Tôi cũng vậy. Sao mà cái còi cọc rễ bị nổi bướu và đôi khi bị thối hết trơn, kiểu này chắc chết quá. Đừng lo, đã có Velum. Velum. Lâu nay chúng ta không giữ được vườn cây của mình là do chúng ta lầm tưởng bệnh khác, mà thực ra là do tuyến trùng. Cụ thể là sao vậy anh hai? Tuyến trùng là dịch hại không thể phát hiện bằng mắt thường và rất dễ nhầm lẫn với các loại dịch hại khác. Tuyến trùng tấn công bộ rễ, làm cây không hút được dinh dưỡng, dẫn tới cây còi cọc kém phát triển. Ngoài ra, tuyến trùng còn gây ra vết thương ở rễ và tạo điều kiện cho các loại nấm bệnh khác tấn công vào rễ. Ví dụ như bệnh chết chậm ở tiêu, thối rễ ở cà phê và bướu rễ ở bắp cải. Velum là giải pháp quản lý tuyến trùng mới, hiệu quả cao, nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Mấy chú mua Velum về xài thử đi, rồi quan sát vườn cà phê và tiêu của mình sẽ thấy sự khác biệt. Còn mấy ông trồng bắp cải thì cuối vụ là thấy sản lượng bắp cải loại 1 khác biệt liền. Vậy còn chờ gì nữa, sử dụng ngay thôi. Velum, khỏe rễ trễ thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Anna trên sóng phát thanh FM tần số 99.1 MHz. Chương trình được đăng tải tại website kart.org.vn. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Xuân Tình, biên tập Thế Hào, phát thanh viên Dương Hồng và Ngọc Thạch. Chào tạm biệt quý vị và các bạn, hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.